Bây giờ Vinh Như Kết đang ở sân bay Tân Sơn Nhất. Đây là lần thứ hai Vinh Như Kết bay cùng nhau. Lần trước là đi coi MotoGP và vì một lý do nào đó mà Vinh đã làm mất hết tất cả các sụt, không còn clip nào hết. Mình đi chơi. Lần trước là mình đi coi MotoGP, lúc đó thì Kết đã qua Thái Lan rồi. Thì bây giờ tụi mình lại đi qua Thái Lan tiếp, không phải đi chơi mà đi làm, lần này đi công tác như vậy. Đây là hai bạn nữ tiếp viên hàng không mình mướn riêng. Đi lên lầu. Arigato. Hai bạn nữ này mình mướn riêng để đi hướng với du lịch. Hai bạn này nhìn rất là giống nhau nha các bạn. Đây lên nè, đây là cái Pitbull nè. Đó, Pitbull. Thì Kit sẽ quay bằng Sony A6500. Vinh sẽ quay bằng Đi ở đằng kia nó có hàng cuốn kìa. Cái đó là anh cuốn đó. Phải không? Không có hả? Ủa anh nghĩ là phải có phòng cầu hang máy chứ ta. Thôi lỡ rồi đi luôn đi. Ủa cái này khác nhau cái gì? Sao Kit lại cầm hành lý của Vinh? Xong rồi Vinh lại cầm hành lý của Kit. Các bạn thấy Kit thông minh không? Lần trước không có gì, không có đồ. Ủa đâu có King đâu, King ở dưới. Ê kìa đi thẳng luôn, đi thẳng luôn, đi thẳng luôn. King nào? King Burger. Sao em không thẳng luôn? Một cái rồi em sắp một cái. Ủa anh quay phim mà, anh ngáo hả? Thôi anh thay thôi. Đã có một sự cãi lẫn nhau nhẹ đó các bạn. Đó, mình sẽ trực tiếp cho các bạn coi nha. Lúc nãy nó kêu lạ hả? Nó đẩy nó lên, nó quay lắc quá. Đúng, chính xác. Đó các bạn thấy Kit không? Kit rất là hy sinh để quay clip cho các bạn xem á. Đó các bạn thấy không? Cãi nhau với người vô. Xem về Shiba, đi Shiba đi. Vô là xong cái ngủ quên luôn. Ở đây đã quá các bạn. Tại trước giờ mình lần sau với Thái Lan nữa. Mình qua Thái Lan mình quay cho các bạn. Bơ kinh nè, chiêu. Kinh nè, chiêu. Đây là cái anh chiêu nó tìm nãy giờ các bạn. Mà sao muốn ăn phở hả? Muốn ăn hủ tiếu. Trời ơi. Hủ tiếu hả? Hôm nay mình sẽ review hủ tiếu nha các bạn. Chị nói có hàng cuốn nó chỉ lên đằng kia, chịu đi. Ủa vậy sao mình phải đi bộ vậy? Mệt quá. Mình đi bộ lên có một lầu á. Ngay đây luôn các bạn, chịu nổi không? À, phở cái bên luôn kìa. Hôm nay không có đông nên mình vô sớm hơn. Đúng rồi. Đi em mà xã đi. Ok ok. Đi vô đây nè. Sawadika. Nay mình sẽ quay cái sân bay quốc tế cho các bạn xem. Nhiều bạn chưa bay ở quốc tế đó. Bây giờ mình sẽ quay thử. Nó đẹp hơn ở trong sân bay quốc nội rất nhiều. Đã chưa? Rồi cái view nó bự, nó to vậy nè. Đó, thấy được máy bay luôn nè. Máy bay Trung Quốc kìa các bạn. Đó, thấy chưa? Đồ rồi thì chất lượng hình ảnh miễn bàn rồi, để mình lau sạch một cái. Nhiều hãng lắm. Thì Kit sẽ quay cinematic và Vinh quay GoPro để tổng quát cho các bạn coi cho dễ. Giờ sẽ gọi đồ ăn nha. Đồ ăn ở đây cũng giống như sân bay quốc nội, không khác gì đó. Có cái sushi nữa rồi, cái đó chưa ăn. Burger King nè, Pitbull nè. Em ăn hủ tiếu hả? Hủ tiếu Nam Giang hả? Chiêu. Em ăn burger, yeah. Burger King, không mua đi. Mới ăn không à? Em ăn. Cho em potato, sweet potato and 2 egg and 1 Coca-Cola. Thôi giờ cái khùng quá rồi, giờ mình sẽ tự đi. Ê, ăn Burger King thì gọi đi, chiêu. Anh ăn phở. Giờ sẽ... Thôi cái này chắc cũng không có gì lạ hết trơn. Em gọi burger cho con chiêu đi, anh gọi phở cho nha. Order ở đâu vậy? Ok. Mình có hủ tiếu không chị? Dạ có. Cho em một phần. Mà hủ tiếu có em số gì không ạ? Với lại
phở là ở đâu vậy? Dạ đây. Dạ cảm ơn. Có menu tiếng Việt không? Em coi này em không hiểu gì hết. Hết rồi. Để không lấy. Cái này là phở size vừa, size lớn. Là phở bò bình thường. Còn cái này là phở bò quay chung. Ồ. Dạ. Cái này là một. Cái này là nạm hay gì vậy? Dạ, cái này mình được chọn một lần. Mình chọn loại nạm cũng được hết. Ồ, vậy. Có tái, nạm, bắp, viên, bốn loại. Ok, lấy bắp nha. Một tô bắp thì nhận size vừa hay size lớn? Lấy size vừa đi. Với lại một coca. Cái coca này đúng không ạ? Dạ. Ở dưới là chè hả chị? Có dạ. Chè gì? Ok, lấy một. Là một, có lấy coca không anh? Có. Một coca với một chè. Ừ. Dạ đó. Còn dùng gì nữa không ạ? À, có khăn lạnh thì mình, à, có khăn giấy cũng được. Ok. Mới là 498 nha. Ok. Cảm ơn em. Cũng giống như bình thường thôi, thì order xong rồi ra bàn ngồi thôi. Nhưng mà cái giá nó ở sân bay thì nó phải như vậy nha mọi người. Ở đâu rồi ta? Đây, đi hơi xa. Thì rất là đẹp. Trời ơi. Mây đai. Mây đai là cái gì? Mây đai là không được. Ở đây không có thấy mặt rõ bạn, tại vì ngược nắng á. Này đỏ hơn. Răng trắng quá trời. Tẩy răng. Giờ kết vẫn chưa có mua xong nữa các bạn. Phát hiện kết tập gym nhưng mà kết cheat meal nữa. Order ở đâu vậy chị? Chicken nugget là bán mấy miếng vậy? Em có 6 miếng, 10 miếng, là 12 miếng. 6 miếng, 10 miếng. Dạ, lấy em 10 miếng đi. Cho như đúng. Bao nhiêu vậy? 140 nghìn. Số tái là bánh nhỏ. Chicken nugget 10 miếng, mình cũng dùng thêm barbecue sauce. Nó miễn phí. Ok. 90 cho em barbecue sauce nha. Em đợi lấy luôn hay là? Dạ, đợi lấy luôn. 90. Ok, ok. Đợi của quầy. Ừ. Thì mình mới phát hiện ra là trên quầy quốc tế thì tất nhiên là sẽ tính bằng tiền đô. Và tiền đô tính ra tỷ giá thì nó sẽ cao hơn là mua Việt Nam. Ok, ok. Cảm ơn. Cái đây. Bây giờ có phở, có gà nè. Thì 2 tiếng nữa bay cho nên mình nghĩ vậy là chắc đủ rồi. Đây là phở đúng không? Dạ phở mình. Cái còn một hủ tiếu đúng không? Có mã gì không chứ? Dạ. Đẹp á. Trời ơi, kìa. Nhìn sao người ăn đây kìa. Nó chụp cái máy tắm mà. Em cho có lúc em qua nó có mã mới vô. Mới vô. Giá vô. Tính bằng tiền đô cho nên nó sẽ cao hơn tiền Việt rất nhiều nha mọi người. Ý là tính cái menu nó tính ra tiền đô thì mình đưa tiền Việt nhưng mà nó sẽ mắc hơn mình mua ở quốc nội đúng không? Kiếm đi. Đó nhìn rất là ngon, bây giờ mình sẽ ăn đây.
để đi lên máy bay. Nhiều shop hàng nổi tiếng lắm, đồ hiệu miễn thuế nha các bạn. Nhìn mấy cái mắt kính đẹp, mấy cái mắt kính mát kia đẹp ghê á, mà mình bị cận không, mình không đeo được. Ủa? Cắt. Bị cận sao đây cái mát ba? Có độ anh. Tại em bị cận 4 độ mấy á, nó cắt kính mát á là có độ. Xong rồi vô chỗ quán ăn vẫn đeo kính mát luôn. Lúc nào cũng phải có hai cái mắt kính thì nó gỡ ra. Giống em nè. Đội màu. Giống chân con em vậy. Kính đội màu. Trời ơi, mỗi lần mà chuyển vậy á, mắt mình nó mỏi lắm á. Không mỏi đâu. Cốt. Anh đeo hoài mới mỏi. Trời, nhìn thấy nó đã quá. Mốt không biết khi nào mới có tiền làm mấy cái vlog kiểu cầm 100 triệu đi mua đồ. Hay là... Qua làm con nuôi. Không, cầm 15 tỷ đi mua đồ. Kiểu vậy á, ê mốt mà mẹ em đi shopping đó cho anh đi ké, anh quay phim thôi cũng được. Không, chứ không được. Chủ nhật, sáng chủ nhật. Sáng thứ bảy chủ nhật. Hàng ngày luôn hả? Hàng tuần. Đừng có nói vậy không. Bởi vậy lâu lâu thấy Santa hay đi chơi với mẹ sáng chủ nhật uống cà phê không? Santa điểm quá hả? Chuyện lạ, bữa sáng chủ thứ bảy đi uống cà phê với mẹ. Tự nhiên về xách nguyên cái túi Gucci. Đi về, leo. Không biết bao giờ mới làm mấy vlog kiểu gây bất ngờ cho Suli. Giờ tụi mình sẽ kiếm ghế ngồi đợi tiếp. Đợi xe tới, xe thành bưởi tới đón tụi mình đi. Kiếm góc đẹp nha các bạn. Phật ơi, cái bay bự ghê chưa. Bự bự anh, nhẹ nhỏ. Em chưa thấy bay Dubai đâu. Sao kiếm em góc 10 lần kia thôi nè. Mà xua cho các bạn là kiếm đi Dubai, đi Dubai kiếm không quay phim. Buồn lắm. Kiếm, fuck kiếm. Quên lúc đó chưa chuyên nghiệp. Kiếm chán lắm các bạn ơi. Ok, quay đây nha. Giờ tụi mình sẽ đợi lên máy bay. Giờ là mới đáp rồi nha mọi người. Hơi mệt tại vì lâu không đi máy bay. Lâu quá ta. Đồ quá mày. Xôi rồi. Mày cơ tay. Đi đi. Ok, bây giờ sẽ đi tới nhà Kit nha các bạn. Chung là lần này với Nikit là đi ký hợp đồng nhau đấy. Sẽ
làm YouTube bên Thái Lan, không làm YouTube Việt Nam nữa các bạn. Thì mình mong là clip này sẽ cho các bạn biết được thế nào là sân bay Thái Lan. Tại vì lần trước thì mình không quay, mình không sơ bay nữa, là trải nghiệm của mình. Kít rồi, kít không quay các bạn ơi, kít làm biết lắm. Sự thì các bạn cũng không biết được sân bay Thái Lan thế nào đúng không? Như là gái Thái Lan nè các bạn. Này là gì? Sawa đi Kha, Thảm hay là Kha? Mình là Kha hả? Rồi có một cái chỗ đường băng này là mình không cần, mình không cần phải đi đi bộ các bạn. Đó, cái Thái Lan nè các bạn, xấu ghê. Này gái Việt Nam mình sướng hơn. Thai Smile Airway, Lathat Airway, Khi Mỹ Khi, Khi Mỹ Nếp Hỷ Khi, Chập Bi Mỹ Khi. Đó, mình mới tới mà mình nói được tiếng Thái rồi vậy. Các bạn thấy người Việt Nam mình đi qua Thái Lan không? Các bạn thấy không? Nó rất là bất sợ nha các bạn. Sân bay này là sân bay mới, còn ủa sân bay mới đúng không? Tại vì lần trước là Vinh đi sân bay cũ. À, mới so với người Việt mình thôi các bạn. Mình thấy mình về quê vậy lòng. Ủa mình đi ngược hướng đúng không? Đang đứng một bên là nó tới luôn rồi, tại vì tụi mình bị lộn các bạn. Chứ tụi mình không phải là bất lịch sự giống chim đâu các bạn. Nhất là mình đi bộ đi. Mình đi xe máy. Đó. Ủa cái sân bay bữa lần đầu anh đi là sân bay đó mấy năm? Đó từ chắc mấy thời xa xưa. Ờ, cái sân bay đó là chắc cả trăm năm trước rồi nha các bạn. Từ thời mà chưa có máy bay. Là đã có sân bay đó rồi nha các bạn. Thôi mình giỡn thôi. Ủa sao mình đi bộ bên này vậy? Thì kia người ta nhìn. Cái gì đâu? Thì mình phải cho người Thái Lan biết về Việt mình thế nào. Giỡn thôi. Ngứa mũi quá. Mình phải cầm luôn baro của kit cho kit cho các bạn coi. Đã lắm. Giờ mình đi du lịch là được top cho nên sướng. Thôi đi qua điều kia đây, này đi mỏi chân quá. Em lạnh hả? Đi vô đây lịch sự nha các bạn. Giờ mình đứng một hàng thôi nha, mình đừng có bất lịch sự giống như nãy. Đó, bạn thấy kích chuyên nghiệp không? Ghê. Ghê không? Ghê chưa. Trời, đi nãy giờ chưa ra được tới ngoài luôn á. Nãy giờ luôn. Nó bự nó về đi xa lắm anh. Từ đây đi xa lắm á. Thì nó biết từ đây đi xa. Nó đi mới có chút mà bạn gái mình đã lạnh rồi. Bạn gái mình rất là giảm cân ngoài. Bạn gái mình mà ốm xuống là bạn gái mình dễ lạnh hơn. Bạn gái mình thôi ta. Gái mình đang bức tem bức sự với đây, mình xung quanh một góc mặt mà góc mặt này chiêu rất đẹp các bạn. Góc mặt này chiêu rất đẹp. Đây mình sẽ đọc nè, sống cả khai còn salon bằng khóc ghê. Thì hôm nay mình mới mướn được một người quay phim chuyên nghiệp made in Thái Lan nha các bạn. Transit gate transfer counter. Yeah. Mình nói tiếng Anh mà bạn gái mình phải trầm trồ luôn. Cạo tơ.
làm cái logo này, nguyên cái bảng cái banner này đẹp ghê. WeChat. Trên đây thì có cái bảng kiểu di chuyển tới những cái tỉnh của Thái Lan nè. Chiang Mai là giống như là Hà Nội mình á. Chiang Rai, Phuket, Krabi, Samui. Hát dài mới đọc đúng luôn. Nhưng mà nói thì mình chỉ biết mỗi Chiang Mai thôi, tại vì mình có một ông anh ở Chiang Mai. Phuket không? Tại vì thật sự là lần thứ hai đi thôi. Thì tại vì Chiêu biết nói có một chữ mây đai rồi các bạn. Chiêu nói sáng giờ rồi đó. Trời ơi, nói sao anh? Trời ơi, lại gì? Oh my god. Tính ra mình đang tính chuẩn bị đi chứ. Mình thật sự. Cái này là mấy cái xe gấp cứu, hoặc là có cái chuyện gì gấp á thì nhân viên sẽ chạy cái xe này hỗ trợ. Go Ro quay đảo quá. Đẹp ghê á. Thì Vinh đang quay cho các bạn xem Go Ro 7. Đây là cái bảng đổi tiền của Thái Lan. Siam Commercial Bank. Ai cũng cười rất là niềm nở nha. Thì đi qua nước ngoài thì mình phải tuân thủ luật. Cái lần đầu Vinh đi á, Vinh ngu lắm, Vinh vô cái chỗ mà em mới mua nước hoa ở đây hả? Mua coi thử không? Nước hoa coi thử không? Dạ em mua xài đây hả? Dạ em mua. Hôm nay xài em đâu ai hửi đâu. Quá là quá xài. Nhìn kìa, tốt cho kìa mấy tay. Trời ơi, xa quá à. Đã ghê á mọi người. Ở đây á, duty free có nghĩa là các bạn sẽ được mua hàng miễn thuế. Thì chỉ mới đối với khách du lịch thôi. Thích dễ sợ. Trời ơi, nói chung là nó bự lắm. Nó bự một cách mà lâu lâu mình đi được nữa. Viết vòng. Chiêu, nhớ sáng chiêu. Nãy giờ đi đi 4 lần cái thang này rồi á mà vẫn chưa hết nữa. Ở đây to quá, nãy giờ mình nắng cái từ to nhiều lần lắm luôn. Rồi lần này mình sẽ quay, mình ráng mình quay nhiều để cho mọi người biết, mọi người trải nghiệm được. Đông mượn là cái bữa đúng không? Thì cái đông mượn bữa là cái lần đầu mình đi á, bé tí ti à. Còn cái này nó bự dễ sợ luôn. Mua cái thẻ ấy đi sao? Cái sim á. Cái đi này thì Quynh sẽ đi lấy hàng. Lấy hàng ở trên xe. Mua sắm. Rồi ăn uống. Sẽ trải nghiệm những cái mà chưa trải nghiệm cái lần trước con MotoGP. Thì như mình nói là mình đã làm mất cái sụt mà tham quan rồi nọ rồi. Lần này mình sẽ quay lại. Lần trước đi thì tại vì đi không có đủ nhiều thời gian á. Lần này mình sẽ đi nhiều, mình quay lại hết. Cho nên là sẽ rất là thú vị. Đó là rất thú vị. Thì mình sẽ chia sẻ những cái mà mình thích ở Thái Lan, giống như là cái con người nè, rồi cái giao thông của họ nè, đồ ăn những thứ. Tại vì đây là một cái nước mà rất là gần Việt Nam mình, bay có 1 tiếng mấy là tới rồi. Giá vé thì khoảng 2 người khoảng chừng 5 triệu, 4-5 triệu gì đó, tại vì đặt không có sớm, nhưng vậy là cũng ok. Bây giờ mình sẽ ủa mình lấy cái sim ở đây luôn hay là đi ra ngoài? À ok. Ok, bây giờ mình tại vì bây giờ không có, mình không có dùng được cái sóng điện thoại về của Việt Nam ở đây. Các bạn thấy đó. Ví dụ mình có bật lên thì nó cũng không có mạng. Đó, bây giờ mình phải mua sim ở Thái Lan. Đường mạng ở Thái Lan. Giờ thêm mấy cái quầy duty free nữa. Hàng miễn thuế nữa.
M&M kìa. Wow, các bạn coi nè, mua 2 được giảm 20% luôn, đã nghe chưa, tất cả mọi thứ luôn. Thì bạn nào mà kiểu hoang mang không biết phải mua gì á, mua gì về thì mình nghĩ là đi ở đây cũng hợp lý rồi. Đẹp quá em ơi, làm cái kính đẹp quá à. Đó đã không, đây là lót thảm luôn, ghê đã ghê, như sân bay nước ngoài á bạn. Ừ đó, đây có chỉ tiếng Việt không nè. Cái này là cái vé gì kít? Cái này là cái tờ khai nhập cảnh như xuất cảnh. Dạ Vũ Thị Nguyễn. Ý là người ta sẽ hỏi là mình đi qua đây là để làm cái gì. Dù gì nếu các bạn mà đi qua đây các bạn chuyển giới thì các bạn nhớ ghi rõ cho tờ giấy này nha. Thì con chào gặp Tô Văn Chiêu, Nguyễn Thị Chiêu, Nguyễn Thị Cúng Cơm mấy bạn. Đi em đi nhanh nhất, em qua bên máy đi. Vô máy. Thì kit nãy giờ kit hay khoe là kit là người Thái Lan, ai không biết nữa. Ê, ăn khát nước quá rồi sao? Biết đi, các bạn. Pháp một chữ. Family name. Nation chuyến bay của mình là gì? VJ 805 nha. Ủa, mình mới viết cái Arrive chứ. Không, viết cả hai đi. Nation, Liti là gì? Nước, quốc gia.